chị Hương của mình, chào ông bà cô chú và tất cả các bạn. Thì chiều nay mình nhờ chị Hồng vô để mình phi hành phi tỏi. Ngày mai là mình bắt đầu làm lạp xưởng lại để phục vụ cho mùa Tết. Thì rất mong được sự ủng hộ của ông bà cô chú và anh chị em gần xa trên mọi miền đất nước. Mình sẽ ship đến tận nơi. Thì năm nay mình có nhiều thay đổi hơn những năm trước. Mỗi năm làm thì mình rút ra được nhiều kinh nghiệm. Năm nay mình làm cái lạp xưởng này theo mình nghĩ thì sẽ chất lượng hơn, tại vì mình đã thử qua nhiều lần. Ngày mai thì mình sẽ làm lại một lần nữa để cho hai chị em mình thử. Nếu ngon thì mình sẽ làm theo công thức đó luôn. Và có thêm một cái lạp xưởng mới nữa là lạp xưởng tôm, rồi lạp xưởng thịt bò. Nhưng mà riêng cái lạp xưởng tôm với thịt bò khách bên mình đặt thì mình mới làm. Còn lạp xưởng thịt heo thì lúc nào mình cũng có. Giá năm nay thì thịt heo cũng tăng giá rồi, tất cả mọi người ai cũng biết, nên là giá của mình sẽ cao hơn chút xíu so với năm trước, nhưng mà vẫn ổn định giá từ đầu mùa đến cuối mùa. Tại vì giá heo thì ngày lúc này thịt heo đùi đồ này nọ nó cũng 90-100 ngàn một ký rồi, nên là khi mà mình làm lạp xưởng thì mình chọn những cái thịt đùi heo là thịt nguyên một cái bệ đùi luôn, là thịt ngon. Rồi mỡ thì mình chọn mỡ lưng. Mình đặt hàng của các khớp thịt heo để mình lấy những miếng thịt ngon nhất, miếng mỡ ngon nhất để mình làm ra sản phẩm của mình. Thì bên mình sẽ đảm bảo chất lượng. Rồi bên vệ sinh, về phần vệ sinh thì năm nay chị em của mình làm là mấy cái dụng cụ đồ này nọ là trước tiên là mình trộn mua nước sôi hết, rồi mình sẽ đeo bao tay để đảm bảo an toàn vệ sinh cho người tiêu dùng cũng như cho cái uy tín của bên nhóm ăn nhỏ miền quê làm ra sản phẩm trao tay đến mọi người. Rồi thì chiều nay chỉ có phi hành phi tỏi thôi, ngày mai mình mới chính thức bắt đầu để mình làm cho ra mẻ lạp xưởng đầu tiên. Nên là trong thời gian mà phi hành tỏi thì mình sẽ làm một cái bữa cơm đơn giản mà miền Tây mình hay ăn, đó là món mắm chưng. Thì sáng mình đi Bách Hóa Xanh á, mình mua được bắp cải, dưa leo, cà chua, rồi đậu bắp, củ qua, để chút nữa mình luộc mình ăn với mắm cá linh chưng. Thì thường khi mình chưng với trứng vịt, nhưng mà bữa nay tiệm của mình hết trứng vịt rồi, mình sử dụng trứng gà ta luôn. Còn cái mắm này thì người ta đã xay sẵn rồi, mình mua cái phần mắm xay sẵn luôn nè, để về mình khỏi bầm bầm nó văng lên tay áo luôn. Đi đâu cũng có hương vị miền Tây á, cái mùi mắm là đi đâu không có thiệt giặt ở nào cũng hết nổi gì không, mắm nó hôi. Ở đây thì mình sử dụng thịt nạc xay nè, cái này là miếng thịt đùi, mình nhờ cái thức thịt đó người ta sẽ xay ra giùm mình luôn. Thì thịt năm nay là mình sẽ sử dụng cối nhà để xay, nhưng mà cái công đoạn thì chắc mình cũng lúc ban đầu thì mình quay tất cả cái công đoạn rồi về cái công thức đồ này nọ cho cả nhà cùng xem, nhưng mà về sau thì do không có thời gian nhiều á, tại vì chị Hồng thì buổi sáng đi mất buôn bán, buổi chiều thì hai chị em mình mới gặp lại nhau. Nhưng mà cái khúc mà gần Tết này một tháng cuối cùng á, thì cũng tội nghiệp cho chị Hồng là buổi trưa chị phải đi sớm, tại vì mình làm xong là đảm bảo phải có nắng để phơi, chứ nếu mình làm chiều tối quá cái thịt của mình qua đêm nó không có nắng thì nó không đỏ, nên là chị Hồng chịu cực tháng gần Tết. Qua tháng Tết thì mình trở lại bình thường. Giờ thì hai chị em mình sẽ làm món mắm chưng cho cả nhà cùng xem nha. Chị Hồng chỉ đang bầm hành. Năm có mùa mà phải cố gắng. Ai cũng cố gắng hết. Chị Hồng thì buôn bán mỗi năm cũng mỗi phát triển thêm. Năm trước thì chỉ có các loại bánh quê rồi bánh mì. Lúc đầu mở ra thì chỉ có bánh mì với bún heo quay thôi. Qua một năm thì chị lấy thêm chắc mấy chục loại bánh quê nữa, xôi, bắp đồ các thứ. Rồi qua một năm nữa thì chị mình bán thêm rau củ quả. Rồi cuối năm nay thì chị bán thêm hến khô. Rồi qua năm nữa mình cũng chưa biết là dự định của chị sẽ bán gì nha, cái này là cái bí mật. Còn mình thì mình mới vừa khai báo bí mật rồi đó, năm nay là có thêm lạp xưởng tôm.
Lạp xưởng tôm thì mình nghĩ là chắc là rất là ngon luôn, tại vì cái thịt tôm nó dai á, mà khi mà mình nhào vô trong lạp xưởng nó ngon lắm. Nói tôm nhưng mà cũng phải là 100%, mình cũng có một ít thịt heo với mỡ heo vô nữa. Trộn quá cái tô này hả? Dạ đúng rồi, vậy trộn vô tô đó đó. Em quên lấy gia vị đi, chị để vô trước rồi em vô lấy gia vị. Hay là lo nhiều chuyện quá quên. Rồi từ từ thì mình sẽ thông báo hết bí mật của mình cho cả nhà cùng biết. Năm nay cái tháng cuối năm này thì chắc là hai chị em mình dồn hết sức lực vô để có một cái Tết để có tiền mình mới mua đồ ăn Tết nên mới vui được. Còn giờ thì mình chưa chưa nói được gì hết á. Này chứ mình cho trứng với mắm vô, em lấy gia vị. Cái mắm này thì mặn sẵn rồi nên là mình chỉ cho vô đường với miếng bột ngọt, chút xíu hạt nêm, tại vì mắm đã có vị mặn sẵn rồi. Thịt heo thì chị mình cho cái củ hành vô rồi, giờ mình cho thêm mắm. Nữa chưa? Cái lượng thịt với lượng mắm là ví dụ như tỷ lệ, cái này là 100 gram thịt heo thì nửa trăm gram mắm à. Nhiều quá nó sẽ bị mặn. Tại cái mắm có vị mặn nên mình cho đường với mạnh tay xíu. Rồi cho vô miếng hạt nêm để nó cân bằng lại. Rồi mình cho vô xíu bột ngọt. Ai sợ mất trí nhớ thì khỏi cho cũng được. Cùng mình chắc mất bữa không sao. Nên là mình phải ăn. Không có bột ngọt nó không ngon. Mình cho tiêu xay vô cho nó có vị cay cay, rồi đập trứng vô nữa chị. Để chị lấy cho nó tan cái này, cái mới cho nó đều cái này cho đây. Còn mình chưa lại một hai cái gì, hồi nữa mình làm cái mặt ở trên cho nó vàng đặng mình để ớt. Giờ chị Hồng mình đang đập trứng vô nè. Hai cái thì mình cho cả lòng trắng lòng đỏ vô, còn ba cái còn lại thì chỉ lấy lòng trắng cho vô thôi, còn lòng đỏ mình để mình úp mặt ở trên cái chén mắm của mình cho nó vàng nó đẹp. Không rồi mình chưng vô nước sôi là nó đặc lại. Sao mùi mắm tình cảm quá ha. Ăn cơm nứt bụng rồi. Nay nứt bụng thiệt rồi chị ơi. Giờ chị Hồng mình sẽ chia nhỏ ra từng chén nè. Có người người ta để hấp vô nguyên một cái sửng luôn, xong rồi cắt ra, nhưng mà mình thấy vậy bất tiện quá. Để vô chén gì ăn nhiều cái mình sử dụng một chén, còn cái kia mình còn để lại được. Nên mình chia nhỏ ra được nhiều chén. Rồi em cho chị ăn chén, mẹ ăn chén. Một chén mình ăn, còn chén sáng em ăn. Thế em tính không? Đây mình chuẩn bị một nồi nước sôi sẵn đây nè. Cái nồi hấp. Mình cho mấy chén mắm vô hấp để xem chị Hồng để hết 4 chén không hết thì em lấy thêm tầng nữa. Cái nồi hấp này tiện lợi lắm, muốn hấp ít thì mình để một tầng, hấp nhiều mình để hai tầng. Không biết là hết hay không nữa, đang thử rồi hay gì quá. Chưa, em chưa thử luôn á. Nên em mới nói vậy chứ. Hay dữ rồi chị Hồng. Nên chị mới nói em thử rồi. Quá hay rồi. Ở đâu mà vừa khích luôn á. Hay thiệt, chị cho lửa lớn lên nãy em hạ đang cho đựng khói lên đó. Đó, sao bùng. Rồi giờ mình đi lột hành lột tỏi rồi đi lột rau để chuẩn bị ăn mắm. Đây mình nhờ mẹ lột hành lột tỏi nè. Tại vì mấy chuyến đầu tiên này chưa được nhiều đơn hàng nên là mình phi hành phi tỏi cũng ít thôi. Rồi từ từ có nhiều đơn á mình sẽ làm, thì hành tỏi của mình đảm bảo nó sẽ thơm hơn, nó giòn, còn mình để lâu quá thì nó không ngon. Nên là chuyến đầu tiên này mình phi nhiêu đây? Nhiêu đây chứ cũng phi hai chảo thôi mà. Hai chảo. Ít nó mới giòn, nó mới xốp lên. Cái tỏi đó mình canh làm đủ một chảo à, mình ngưng. Tại con để đại con không biết nhiêu là đủ á. Vậy hành mình cũng làm chảo. Lạp xưởng năm nay là con để hành phi vô nữa mẹ, mới có công thức mới. Thì cũng có tùy theo người, ví dụ như người nào không thích thì người ta dặn mình. Tùy theo. Còn người nào thích công thức của con thì người ta không dặn, khỏi dặn. Mình lựa mấy củ hành, củ tỏi ngon nè, làm ra nó mới ngon. Vậy chị Hồng chỉ lột bắp cải, sắc khổ qua,
mình có đậu bắp, dưa leo, cà chua. Đậu bắp thì mình luộc, còn dưa leo, cà chua thì mình để sống. Đậu cái bắp cải này nó chặt lắm hả chị không? Ừ. Em thấy cầm nặng tay ghê. Cũng chặt. Ê quên, chị làm cái này nghe, em vô em bắt được cơm lên. Hồi nãy giờ em quên để mắm chín mà không có cơm, chịu gì nổi. Thơm mắm mà không có cơm nữa, giờ em phải đi bắt nồi cơm liền mới được, mới kịp. Cái này chấm sống cũng ngon nè. Chấm sống ngon hả chị? Ngon. Vậy để sống khỏi luộc đi. Bắp cải tim nó giòn. Dạ. Vậy hay là mình để chấm sống đi chị Hồng, lấy cái nõn ở trong đi còn ngoài để mơm nấu canh. Không. Giờ mình nhờ cô Năm phụ nữa cho nhanh. Trong thời gian đợi cho cái mắm chín thì mình bầm tỏi đi, cái chút nữa mình ăn cơm xong rồi mình phi. Cái gì chuẩn bị trước thì ngày mai mình khỏe chị Hồng. Chứ ngày mai mà dồn vô một ngày á là không kịp. Sáng mời các em sắc mỡ, đã em ướp đường em phơi nắng trước. Ừ, cho nó trong. Cho nó trong mỡ. Tính ra lắc nhắc chứ làm hoài không hết việc ha. Ngày mai cái bắt đầu tới lập xưởng là bắt đầu mệt rồi đó. Làm lắc nhắc suốt. Thì Nga hôm nay làm mấy ký? Mới con làm ít rồi con Năm. 2-3 ký à. Làm cái tháng Tết tới ha. Dạ. Mà năm nay con làm nhiều loại. Lập xưởng tôm, lập xưởng thường, lập xưởng ai đặt trứng muối thì làm lập xưởng trứng muối luôn. Phải làm nhiều loại vậy chứ mấy cạnh tranh nổi. Năm nay thấy nhiều chỗ người ta làm lạp xưởng ra nhiều lắm cô Năm. Nọ mấy thớt thịt heo không mà làm cũng nhiều rồi. Chứ nhiều khi người ta chịu cái hương vị của mình. Nhiều khi người ta hợp với hương vị của mình rồi. Thịt của mình là thịt làm bằng thịt đùi á, nhiều người ta cũng chịu. Còn như sai lộn xộn thì có khi phơi nó đỏ lên chứ bên trong không có thịt mà mỡ nhiều hơn thịt cũng có khi nữa. Có người lập xưởng người ta chịu mỡ nữa, năm rồi có mấy người đặt mỡ nhiều á chị. Thích mỡ. Mỡ nó mềm. Mỡ nó mềm, thịt không nó khô. Mẹ tắt bếp con đó mẹ. Chắc chín rồi hả chị Hồng? Ừ, cái trứng chắc chín rồi. Mẹ coi coi được chưa mẹ? Đây tỏi chị Hồng chị mới bầm, mình bầm nhuyễn nhuyễn về nè, mình khỏi bóp, còn mình sắc lát á, tí nữa mình phải phi xong cho giòn mình bóp ra nữa, nó tốn thêm công đoạn nữa nên là mình bầm luôn, với lại bầm nhỏ vì phi nó nhanh. Nãy giờ mình bầm tỏi xong mới rồi, ăn cơm xong mới phi tỏi, vậy mà trời cũng tối luôn rồi, thì món mắm của mình cũng đã hoàn thiện rồi nè. Ở trên chén mắm mình có cho lòng đỏ trứng với một ít ớt. Cho nó hơi the the cay cay mà nó đẹp nữa. Đây cái đậu bắp nè với khổ qua chị Hồng luộc kìa. Chén mắm của mình. Dưa leo, cà chua với bắp cải mình ăn sống luôn cho nó giòn. Mời cả nhà cùng ăn cơm với mình nha. Bữa nay ăn mắm chân, chấm với rau sống. Em mời cho Năm Hồng. Mời cả nhà cùng ăn cơm với gia đình mình nha. Mời cả nhà cùng dùng cơm với mình. Năm này ngon hả Năm? Ngon dữ lắm không? Chị Hồng chỉ làm mắm là con nói ưng ý lắm, muốn ăn là phải tìm chị Hồng mới được. Mình bà ngon ha. Đây mình có thêm mắm tép nữa nè, mắm tép này ăn với bún cũng ngon hay là ăn cơm cũng ngon. Thì mắm này ở tiệm chị Hồng cũng có bán luôn. Một củ mắm chỉ có 25.000, 25-30.000 tùy theo. Nhiều loại nữa. Có mắm cá, mắm gì nữa hả chị Hồng? Phải không? Có mắm cá cơm. Ừ, em nhớ có nữa. Giờ có thêm mắm tép nữa, cái mình ăn với rau sống cũng ngon lắm mẹ. Mắm tép này chị Hồng chỉ bán chất lượng. Cái đu đủ nó giòn rụm luôn rồi cái vị nó vừa ăn lắm. Nên là mắm tép này mình có thể gửi đi xa được, đi tỉnh được. Nên là bạn nào mua mắm tép thì liên hệ với mình thì mình gửi luôn. Mình cũng bán mắm tép
giùm cho chị Hồng nè. Giòn rụm ngon lắm cô Năm. Cô Năm nghe hay hợp thịt. Cô Năm có nhai nghe giòn ghê luôn á. Mẹ với cô Năm đi làm về nên ăn cơm ngon à. Nấm thì cũng ngon rồi, nấm tám rồi. Giòn mà ngọt là ngon rồi. Bắp cải nghe chị Hồng với nha, giòn ghê. Bắp cải tim. Tim đó cô Năm. Nó giòn ngọt chứ. Mẹ tụi ăn đòi luôn, con nó đẻ con sống ngon. Em cử em mang bắp cải. Mẹ bị bút cổ nên không ăn bắp cải. Bác sĩ dặn. Giờ mình cũng vô mình ăn luôn, ai ăn mắm cũng khen ngon quá chừng rồi. Quá thèm rồi. Mời ông bà cô chú và tất cả các bạn cùng ăn cơm với gia đình của mình nha. Chiều nay mình ăn mắm ngon lắm đây, đặc sản của dân miền Tây. Bắp cải nha chị Hồng giới thiệu. Bắp cải tim á là không còn luộc. Để vậy ăn luôn cho nó giòn. Không chị bán á, cái chị lấy rồi chị ăn thử. Ngon thiệt chị ơi. Nó như trái tim vậy á. Nó giống trái tim chứ không phải bắp cải bình thường thì mua. Trái tim. Chắc em chưa thấy mà. Ở bán Tân Xanh á. Bạn nào muốn mua bắp cải liên hệ chị Hồng nha. Quảng cáo bắp cải luôn đó. Vừa có mắm vừa có bắp cải luôn á. Bắp cải kia ăn nó lạc. Con không biết cô nấu không à, nó ăn nó không có ấy. Nấu ăn cũng ngon nhưng mà nó không bằng ăn sống. Nó cần ăn. Nó giòn hả? Nó cần ăn nó chưa luộc. Giòn mà ngọt ăn thử. Em đâu nha mẹ. Có mắm tép nữa nè. Mà cái hũ này tính ra cũng nhiều tép ghê á. Cay ở trong mắm tép á chị ơi. Mắm tép bị cay nè, em ăn như mắm tép cay. Nãy mắm tép có ớt á. Nó cay the the nhưng mà nó sạch. Mà mắm tép có ớt thì ngon vậy Năm. Còn mắm hào quá. Hai mẹ con. Còn nhà trong nhà nữa mà mấy chén rồi. Cô bị cô ăn lạc lạc nó quen á. Nay cũng lâu lâu rồi mới ăn mắm nên nó ngon gì đâu. Này là lúc ở trên chị Liễu vừa làm à. Mà ra chị Hồng làm vừa ăn quá. Cô làm không ngon bằng vậy đâu. Có đậu bắp luộc này chị Hồng. Cô Năm. Vừa ăn vậy ha. Bắp cải ăn đóng ngon như nãy luộc là chết rồi ha. Đúng rồi. Cái này sắc như mì tôm, ăn ngon lắm chị Hồng. Giòn mà ngọt. Em khoái cái vị đắng của củ hoa. Củ hoa này mình ăn sống cũng ngon nữa. Bớt cơm nữa không? Thêm miếng cơm. Luôn bớt nha. Chị Hồng bớt cơm luôn. Mày khi ăn dễ ăn mà ngon quá. Ăn cơm vừa xong là hai chị em mình lại tiếp tục công việc nha. Mình phi hành trước, tại vì cái hành nó lâu, còn tỏi thì nó nhanh hơn. Nên là mình cho cái chảo hành lên trước nè. Giờ mình chuẩn bị lên tiếp một chảo thứ hai, chảo tỏi. Buổi tối mà làm vậy là thơm lắm nè. Không có nấu món gì nhưng mà phi nó thơm lắm chị. Mùi này nó thơm dữ lắm, thơm. Chị Hồng mình chỉ làm thành phẩm đây nè. Cái tỏi chỉ làm cái màu vàng đẹp ghê chưa. Vừa tới luôn đẹp quá trời.
Giờ tiếp theo là chị sẽ làm cái tỏi. Tại nãy giờ mắc bán cà phê nên chị Hồng chỉ làm luôn hai chảo luôn rồi. Cái tỏi này thì nhanh hơn. Đúng rồi, tỏi nhanh hơn. Thơm quá trời. Này đánh thức xóm làng nè. Chị Hồng với khéo tay chỉ làm màu đẹp lắm. Thơm vang dội luôn á. Đúng rồi chị, thơm dữ lắm thơm. Tao không biết mình làm món gì luôn á. Có cặp chảo này cũng tiện lợi ha, vừa bánh xèo và vừa để phi hành tỏi rồi luôn được. Mình làm ổn định cái lạp xưởng này mới tới cái chuyện mà bánh được. Chứ giờ liền một lúc mà không có đủ thời gian để mình chuẩn bị. Giống như bán bánh xèo á, cũng phải chuẩn bị trước một bữa. Nước mắm, rồi bột đồ này nọ, nước dừa, nước cốt dừa, đồ phải lột dừa sẵn nữa. Nhiều việc lắm chị. Sáng ngủ dậy lấy rau về, rửa rau, rửa giá đồ nữa. Nên là em để cho ổn định, cái nào ổn định một cái thì bắt đầu mới tới tính tiếp cái tiếp theo. Mà từ giờ tới Tết chắc không có rảnh đâu á. Thiệt luôn á. Giờ tới Tết mà không có rảnh luôn. Cũng cầu mong cho mình có việc làm đều đều. Chị em mình làm lạp xưởng thật là nhiều để Tết mình có đồ ăn Tết. Thì clip của mình tới đây cũng hết rồi. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video tiếp theo nha. Mình đợi chị Hồng phi xong cái tỏi này nữa là xong rồi. Ngày mai mình sẽ tiếp tục bắt đầu hành trình mới. Ngày đầu tiên.